Giờ tao hỏi tụi bay à, tại sao tụi bay đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay, ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết mày cho mày mày. Đâu cần tao tự soi gương lỗi mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng cô chỉ bài cho con. Mày mày nói tên được rồi, mày đưa cái hình tao ra chỉ hả? Rồi mai mốt tao đi chợ tao gặp bảo tao lấy cái gì tao đổi. Còn mày, dạ, đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ ba cho phép con mới dám nói. Nói đi. Dạ dạ giờ tập làm văn cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất. Sao mày lấy hình tao làm tả con vậy? Dạ con khỉ. Cha nó mình tả con khỉ à? Anh hai, anh nói là như người vậy, ba là người sanh cho mình à, ba là người nuôi nấng mình à, anh nghĩ sao nói tướng ba với con khỉ à? Đó thấy không, thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hơn mày. Ba không giống con khỉ. Đi giống con gì? Ba giống người ơi.